Chào mừng các em đến với bộ môn khoa học tự nhiên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập cho chủ đề 8, đa dạng thế giới sống. Về nội dung gồm có 2 phần, lý thuyết và bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, lý thuyết. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên sinh vật. Đặc điểm của nguyên sinh vật là có kích thước hiển vi, đa số là đơn bào, một số ít là đa bào. Về đại diện của nguyên sinh vật thì có trùng roi, trùng dày, tảo lục. Một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên là bệnh sốt rét, bệnh kiết lỵ, bệnh ngủ ly bì. Ta tìm hiểu sang nội dung số 2 là nấm. Thì đặc điểm của nấm là tế bào nhân thực, có thành tế bào và không có lục lạp. Đại diện của nấm, một số loại nấm như là nấm men, nấm mốc, nấm rơm. Một số bệnh do nấm gây ra, ví dụ như ở người thì ta có bệnh nấm lưỡi, nấm lang ben. Ở động vật có nấm da chó, nấm mốc trên cá. Ở thực vật có nấm mốc ngô, nấm phấn trắng trên đậu. Đối với loài thực vật thì đặc điểm của thực vật, đây là cơ thể đa bào, có lục lạp, sống tự dưỡng và phản ứng chậm với kích thích. Đại diện cho thực vật thì gồm có các ngành như sau: rêu, dương xỉ, hạt trần và hạt kín. Vai trò của thực vật thì thực vật có vai trò đối với môi trường, tự nhiên, đời sống con người. Đối với môi trường thì thực vật giúp cho cân bằng hàm lượng khí oxy và CO2 trong không khí, đồng thời cũng làm cho giúp chống xói mòn, hạn hán, lũ lụt. Và thực vật đối với tự nhiên thì là làm thức ăn cho một số loài động vật hoặc là nơi ở cho chúng. Đối với đời sống của con người thì cung cấp lương thực, thực phẩm và là nguyên liệu cho một số ngành sản xuất. Đối với tác hại của thực vật thì một số thực vật có chứa chất gây nghiện, chất độc có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Động vật, đặc điểm của động vật, đây là cơ thể đa bào, phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan, có khả năng di chuyển, sống dị dưỡng và phản ứng nhanh với thích ứng nhanh với môi trường. Đại diện cho động vật thì có động vật không sinh sống và động vật có sinh sống. Tác hại: xương sáng ký sinh gây bệnh cho người, động vật, thực vật. Một số động vật là trung gian truyền bệnh, phá hủy các công trình xây dựng và phá hoại cây trồng, hoa màu. Bài học tiếp theo là đa dạng sinh học. Về đặc điểm, đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số lượng cá thể trong loài và môi trường sống. Thì dựa vào điều kiện khí hậu, đa dạng sinh học sẽ được phân chia theo các khu vực. Ví dụ như là đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học ở vùng đài nguyên, đa dạng sinh học ở vùng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học ở vùng ôn đới và đa dạng sinh học ở rừng lá kim. Tìm hiểu sang phần vai trò của đa dạng sinh học. Vai trò của đa dạng sinh học đối với tự nhiên. Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá đối với tự nhiên và con người. Thì trong tự nhiên, đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, chắn gió, điều hòa khí hậu, duy trì sự ổn định của hệ sinh thái. Đối với lại đời sống, trong thực tiễn thì đa dạng sinh học sẽ cung cấp các sản phẩm sinh học cho con người, ví dụ như là lương thực, thực phẩm, dược liệu, các vật liệu xây dựng, cung cấp nguồn nguyên liệu và nhiên liệu cho sản xuất.
một số hoạt động dùng để một số hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học, đó là do phá rừng, khai thác gỗ, du canh, du cư, hoặc là săn bắt và khai thác động vật trái phép và ô nhiễm môi trường. Một số biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học là ngăn chặn phá rừng, cấm buôn bán, sử dụng động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, xây dựng các khu bảo tồn, bảo vệ rừng và tích cực trồng rừng. Chúng ta sang phần 2 La Mã, tìm hiểu một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh kiết lỵ. Bệnh kiết lỵ do trùng kiết lỵ gây nên. Triệu chứng của bệnh kiết lỵ: một người mắc bệnh kiết lỵ có thể đau bụng, sốt và ớn lạnh, buồn nôn và ói mửa, tiêu chảy có thể kèm theo máu trước ngày hoặc mụn, đau khi đại tiện, mệt mỏi. Chúng ta tìm hiểu bệnh thứ hai là bệnh sốt rét. Sốt rét là bệnh truyền nhiễm gây ra do ký sinh trùng sốt rét. Và trùng sốt rét này sống ký sinh trong nước bọt của mũi, thành ruột, trong máu người. Khi bệnh, người bệnh sẽ uể oải, kém ăn, ớn lạnh, sốt, thở gấp, đổ mồ hôi nhiều, nhức đầu, buồn nôn, đau nhức khắp cơ thể. Bệnh sốt rét chủ yếu lây truyền qua trung gian loài mũi Anopheles. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách phòng chống bệnh sốt rét. Thì bệnh sốt rét hay còn gọi là sốt xuất huyết. Thì để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, chúng ta cần đậy kín và chủ động cọ rửa bên trong các dụng cụ chứa nước ít nhất là một lần một tuần. Loại bỏ vật phế thải gây động nước, thả cá để diệt bọ gậy, khơi thông cống rãnh, lật úp các dụng cụ chứa nước hoặc có thể chứa nước khi không dùng đến, thay nước bình hoa ít nhất là một lần một tuần, phát quang các bụi rậm, ngủ màng, chủ động phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi. Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết tốt nhất là diệt mũi, bọ gậy, phòng chống mũi đốt và giữ vệ sinh nhà ở cũng như là môi trường xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các biện pháp để phòng chống bệnh kiết lỵ. Thì bệnh kiết lỵ bắt nguồn từ phân người, ruồi. Sau đó ruồi sẽ bám trên thức ăn của chúng ta, đi vào cơ thể và làm cho cơ thể người bị phát bệnh. Dấu hiệu là đau bụng, tiêu chảy và sốt. Vậy thì biện pháp phòng chống sẽ là gì? Rửa sạch tay trước khi ăn, ăn chín, uống sôi, rửa sạch rau sống. Thức ăn cần đậy kỹ và tránh ruồi nhặng. Vệ sinh môi trường ở sạch sẽ, đặc biệt là nơi sống tập thể và người phục vụ thức ăn, cấp dưỡng, nuôi dạy trẻ phải sạch sẽ. Vệ sinh phân rác, quản lý việc dùng phân trong nông nghiệp. Chúng ta cùng tìm hiểu về nấm rơm. Nấm rơm là một loại nấm mộ thường mọc quanh chân các đống rơm, rạ, mục trên đất ẩm. Về mùa mưa, chúng phát triển rất là nhiều. Cấu tạo của nấm rơm gồm có hai phần. Phần trên là mũ nấm, nằm trên cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất là nhiều bao tử. Tiếp theo là phần bao gốc nấm. Cái phần mà các em thấy được chính là phần cơ quan sinh sản. Còn cơ quan sinh dưỡng chính là những cái sợi nấm. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn. Mỗi tế bào đều có hai nhân và cũng không có chất diệp lục. Nấm móc và nấm rơm thuộc nhóm nấm đa bào. Ngoài nhóm nấm đa bào, chúng ta còn có nhóm nấm đơn bào. Cơ thể chỉ là một tế bào, đó chính là nấm men. Nấm men là sinh vật đơn bào với hình dạng hình cầu, hình bầu dục. Một số loại có hình que, có thể có hình dạng khác. Nấm men sinh sản bằng phương pháp nảy chòi hoặc sinh sản hữu tính bằng cách hình thành nang bào tử. Môi trường sống của nấm. Nấm sống ở nhiều môi trường khác nhau, chủ yếu là nơi nóng ẩm, giàu dinh dưỡng. Một số nấm có thể sống ở điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nấm móc và nấm rơm thuộc nhóm nấm đa bào. Ngoài nhóm nấm đa bào, chúng ta còn có nhóm nấm đơn bào. Cơ thể chỉ là một tế bào, đó chính là nấm men.
hình 28.2. Nấm men, nấm độc đỏ và nấm hương. Các em hãy tìm đặc điểm cấu tạo nấm men có gì khác so với các nấm còn lại. Chúng ta thấy nấm men cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Nấm độc đỏ và nấm hương có hệ sợi nấm cấu tạo từ nhiều tế bào. Nấm men là nấm đơn bào, nấm độc đỏ, nấm hương là nấm đa bào. Dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản, người ta chia nấm ra làm hai nhóm, nấm đảm và nấm túi. Nấm đảm có cơ quan sinh sản là đảm bào tử. Bào tử mọc trên đảm, ví dụ nấm rơm, nấm sò. Nấm túi có cơ quan sinh sản là túi bào tử. Bào tử nằm trong túi, ví dụ nấm móc, nấm men. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bộ phận của rêu. Bộ phận đầu tiên đó là rễ. Rễ ở đây là rễ giả và chưa có mạch dẫn. Gọi là rễ giả vì rễ của rêu chưa có cấu tạo đầy đủ như các loài thực vật khác. Chưa có mạch dẫn nên là chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh và thực hiện bằng cách thẩm thấu qua bề mặt. Bộ phận thứ hai của cây rêu là thân. Thân ngắn, không phân nhánh và cũng chưa có mạch dẫn. Bộ phận thứ ba là lá. Lá nhỏ, mỏng, có màu xanh và cũng chưa có mạch dẫn. Khi ta quan sát lá trên kính hiển vi thì chúng ta thấy rằng lá chưa có những đường gân, mà đó chỉ là những tế bào được xếp sát nhau. Chính vì vậy mà rêu có thể sống được ở những nơi ẩm ướt. Thì sau một thời gian sinh trưởng, rêu sẽ mọc ra túi bào tử ở ngọn. Và đây được gọi là cơ quan sinh sản của cây rêu. Khi túi bào tử chính, nắp bào tử sẽ nở ra, làm cho các hạt bào tử bên trong bay ra ngoài. Khi mà các hạt bào tử này gặp điều kiện thuận lợi ở đây là gặp thời tiết ẩm và nhiệt độ thấp, thì lúc này các hạt bào tử sẽ phát triển thành cây rêu con. Chúng ta tìm hiểu sang nhóm thứ hai, đó là thực vật có mạch dẫn. Thì thực vật có mạch dẫn là nhóm các loài thực vật có thân, lá và rễ thật. Và cơ thể của các loài thực vật này là đều có mạch dẫn. Mạch dẫn ở đây chính là mạch vận chuyển nước và chất dinh dưỡng đến các cơ quan trong cơ thể thực vật. Thì thực vật có mạch có các ngành chính như sau. Đầu tiên là ngành dương xỉ. Ngành thứ hai là ngành hạt trần. Và ngành thứ ba là ngành hạt kín. Đối với lại cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ thì gồm có. Đầu tiên là rễ. Đây là rễ thật, rễ chùm. Rễ chùm gồm nhiều rễ có chiều dài gần bằng nhau và thường mọc tủa ra từ gốc thân. Bộ phận thứ hai là thân. Thân có hình trụ màu nâu, có phủ những lông nhỏ. Thân có hệ mạch dẫn, làm chức năng dẫn truyền nước và các chất dinh dưỡng trong cây. Lá thì có hai loại, đó là lá già và lá non. Thì lá già có kích thước lớn, phiến lá màu xanh sẽ nhiều thùy. Lá non thì ở phía đầu mình thấy là nó sẽ cuộn tròn lại. Khi quan sát mặt sau của lá già thì mình sẽ thấy những cái chấm nhỏ. Và đây được gọi là ổ bào tử. Ổ bào tử chính là cơ quan sinh sản của cây dương xỉ. Thì khi các ổ bào tử chính, vòng cơ sẽ mở ra cho các hạt bào tử bên trong phát tán ra bên ngoài. Thì khi các hạt bào tử gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành nguyên tản và từ nguyên tản sẽ phát triển thành cây dương xỉ con. Về cơ quan sinh dưỡng của cây thông gồm có. Rễ, đây là rễ cọc, to, khỏe, ăn sâu xuống lòng đất và làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng. Bộ phận thứ hai là thân. Thân gỗ, mạch dẫn phát triển, gồm có mạch gỗ và mạch ray. Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên trên và mạch ray có tác dụng là vận chuyển chất hữu cơ từ trên xuống dưới. Lá, lá hình kim. Có loại thông hai lá hoặc là ba lá. Lá thông có đặc điểm là khi rụng, vị trí cuốn lá sẽ tạo thành sẹo trên cành và thân.
Chính điều này làm cho cành và thân của cây thông luôn xù xì. Cây thông chưa có hoa và quả, cơ quan sinh sản là nón, gồm có nón đực và nón cái. Nón đực nhỏ màu vàng mọc thành cụm, nón cái to màu nâu mọc riêng lẻ. Khi nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy trong nón cái có chứa hạt thông nằm lộ trên lá noạn hở. Từ đây chúng ta có thể hiểu được hạt trần là những cây thân gỗ có kích thước lớn với hệ mạch dẫn phát triển, chưa có hoa, quả và sinh sản bằng hạt nằm trên lá noạn hở của nón cái. Cuối cùng là đặc điểm của ngành thực vật hạt kính hay còn gọi là thực vật có hoa. Đối với ngành thực vật có hoa, chúng có môi trường sống rất đa dạng. Chúng có thể sống ở những nơi như là môi trường nước, môi trường trên cạn và kể cả môi trường đặc biệt khắc nghiệt như là môi trường có nhiệt độ cao như là sa mạc, hay là ở những vùng lạnh giá có nhiệt độ thấp, và kể cả môi trường có nồng độ muối cao nhưng vẫn có sự xuất hiện của ngành thực vật hạt kính này. Cô lấy ví dụ như là ở sa mạc thì có cây xương rồng, vùng lạnh thì có cây la bàn. Ngành thực vật hạt kính có cấu tạo hoàn thiện. Các em hãy quan sát sơ đồ cây có hoa. Thì cơ quan sinh dưỡng gồm có rễ, thân và lá. Thì lá có chứa lục lạp làm nhiệm vụ quang hợp tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Cơ quan sinh sản gồm có hoa, quả, hạt. Thì thịt quả bao bọc lấy hạt nên ta gọi đây là thực vật hạt kín. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu điểm giống và khác nhau giữa hai nhóm, đó là nhóm rêu và nhóm dương sĩ. Thì về điểm khác nhau, đối với loại cây rêu thì chưa có rễ chính thức, thân nhỏ, chưa có mạch dẫn. Đối với dương sĩ đã có rễ, thân, lá và có mạch dẫn. Điểm giống nhau, đều sống ở môi trường ẩm ướt, không có hoa, quả, hạt, cơ quan sinh sản là túi bào tử. Tìm hiểu về hai nhóm, đó là nhóm hạt kín và nhóm hạt trần. Thì điểm khác nhau, đối với lại ngành hạt trần, sống ở trên cạn, chưa có hoa, quả và hạt nằm lộ trên lá noãn. Đối với lại ngành hạt kín, sống trên cạn, dưới nước, đã có hoa, quả, hạt và hạt được bảo vệ trong quả. Điểm giống nhau, đều có mạch dẫn. Các em hãy quan sát hình và nêu vai trò của thực vật trong tự nhiên. Thì thực vật trong tự nhiên có vai trò như sau, là nơi sống của một số loài sinh vật khác. Đồng thời nó cũng cung cấp thức ăn cho sinh vật. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Các em hãy quan sát hình và nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người. Thì đối với lại đời sống con người thì thực vật cung cấp một nguồn lương thực thực phẩm rất là lớn. Ngoài ra thực vật còn là nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Thực vật còn giúp để trang trí và làm đẹp cho khung cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi lập bảng để phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm rêu, dương sĩ, hạt trần và hạt kính. Thì đầu tiên, rêu thì cơ quan sinh dưỡng của rêu có rễ, thân, lá. Rễ ở đây là rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn. Đối với lại dương sĩ thì rễ là rễ thật, thân và lá đã có mạch dẫn. Đối với lại nhóm hạt trần thì rễ là rễ cọc, thân gỗ và lá hình kim. Hạt kín thì rễ là rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn hoặc là lá kép. Đối với lại cơ quan sinh sản của rêu, rêu sinh sản bằng bào tử, cơ quan sinh sản là ở túi bào tử. Dương sĩ sinh sản bằng bào tử và cơ quan sinh sản là túi bào tử. Hạt trần chưa có hoa, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm ở trên lá noạn hở. Hạt kín đã có hoa và cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả. Các em hãy quan sát hình và kể tên các nhóm động vật không xương sống, xác định đặc điểm.
môi trường sống của mỗi nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm ruột khoang, gồm có thủy tức, sứa và san hô. Đặc điểm, cơ thể có hình trụ, đối xứng tỏa tròn, sống ở trong nước. Nhóm thứ hai là nhóm giun, gồm có sán lá gan, giun đũa và giun đất. Đặc điểm, cơ thể đối xứng hai bên, phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng. Tên nhóm thứ ba là thân mềm, gồm có mực ống, ốc sên, trai sông. Đặc điểm, cơ thể mềm, không phân đốt, thường có vỏ đá voi bao bọc. Tên nhóm thứ tư là chân khớp, gồm có cua, tôm, châu chấu, nhện, rết, vỏ cánh cứng. Có đặc điểm, cơ thể chia thành 3 phần, đầu, ngực, bụng, các chi phân đốt, khớp động với nhau. Bộ xương ngoài được cấu tạo từ chitin. Chúng ta tìm hiểu sang môi trường sống của từng nhóm. Đối với lại nhóm ruột khoang, có môi trường sống là nước. Nhóm giun có môi trường sống là đất ẩm, môi trường nước và trong cơ thể sinh vật. Môi trường sống của ngành thân mềm là môi trường nước hoặc là trên cạn. Môi trường sống của chân khớp thì phân bố ở các dạng môi trường sống. Các em hãy quan sát hình và kể tên các nhóm động vật có xương sống, xác định đặc điểm của mỗi nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm cá, gồm có cá chép, lươn, cá đuối và cá mập. Có đặc điểm là thích nghi hoàn toàn với đời sống dưới nước, di chuyển bằng vây và hô hấp bằng mang. Nhóm động vật thứ hai là lưỡng cư, gồm có ếch giun, cá cóc và ếch cây. Đặc điểm là da trần, luôn ẩm ướt, chân có màng bơi. Nhóm động vật thứ ba là bò sát, gồm có cá sấu, rắn và rùa. Đặc điểm, da khô có vảy sừng và hô hấp bằng phổi. Nhóm động vật thứ tư là chim, gồm có chim bay, chim chạy và chim bơi. Đặc điểm, mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh và có mỏ sừng. Nhóm động vật cuối cùng là thú, gồm có chuột túi, cá voi, thú mỏ vịt và hươu sao. Đặc điểm, cơ thể có lông mao bao phủ, răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm, phần lớn đẻ con và nuôi con bằng sữa. Chúng ta bắt đầu đi vào phần bài tập áp dụng cho phần bài học nguyên sinh vật. Câu hỏi số 1. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật như thế nào? Ở đây mình có 4 đáp án. Cô vừa thông tin đến cho mình những cái kiến thức về nguyên sinh vật. Thì mình đã biết nguyên sinh vật là một nhóm sinh vật có cấu tạo, tế bào nhân thực và kích thước hiển vi. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Sang câu hỏi số 2. Muỗi gây ra bệnh sốt rét có tên là gì? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu hỏi số 3. Bào sát của trùng kiết lỵ xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào? Ở đây chúng ta sẽ có 4 đáp án. Ở phần câu hỏi này thì các em nhớ cho cô, trùng kiết lỵ sẽ gây ra bệnh kiết lỵ. Khi mà nó vào đến thành ruột thì trùng kiết lỵ sẽ phá vỡ bào sát, chui ra ngoài, sau đó chúng nuốt hết hồng cầu. Thì ở đây trùng kiết lỵ nó sẽ đến ruột. Ruột là cơ quan trong hệ tiêu hóa. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án là đường tiêu hóa. Câu hỏi số 4. Dưới đây là các giai đoạn ký sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người. Chúng ta hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý. Số 1 là trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới. Số 2, trùng sốt rét chui vào ký sinh ở hồng cầu. Số 3, trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài, tiếp tục vòng đời ký sinh mới. Thì ở đây mình sẽ chọn số 2. Đầu tiên là trùng sốt rét sẽ chui vào ký sinh ở hồng cầu. Sau đó, nó sẽ sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính
cho nhiều cá thể mới. Cuối cùng là sẽ phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài và tiếp tục vòng đời ký sinh. Vậy lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án là 2, 1 và 3. Đáp án A. Bây giờ mình sẽ bước vào phần bài tập vận dụng cho bài tập nấm. Câu hỏi số 1. Những loài nấm độc thường có đặc trưng nào sau đây? Thì đặc điểm để phân biệt giữa nấm độc và nấm ăn được. Thứ nhất là về cấu tạo. Thì mình sẽ dựa vào vòng cuốn nấm để mình phân biệt. Hoặc là nếu mà nhìn vẻ bề ngoài thì mình sẽ dựa vào màu sắc. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Màu sắc. Bài số 2. Chọn phát biểu đúng. Nấm bụng dê, nấm đông trùng hạ thảo là đại diện thuộc nấm đảm là sai. Nấm bụng dê và nấm đông trùng hạ thảo là nấm túi, là thuộc nhóm nấm túi. Có thể quan sát tất cả các loại nấm bằng mắt thường. Thì có loại nấm rất là nhỏ, mắt thường mình sẽ không nhìn thấy. Câu C, tất cả loài nấm đều có hại cho con người. Thì là có loài nấm có hại, cũng có loài nấm có lợi. Câu D, nấm là sinh vật đơn bào hoặc là đa bào nhân thực. Đáp án D là đáp án đúng. Chúng ta tìm hiểu sang câu số 3, chọn phát biểu không đúng. Đáp án sẽ là câu B. Nấm có cấu tạo cơ thể giống như vi khuẩn là không đúng. Câu số 4. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải là do nấm gây ra? Thì một số tác hại do nấm gây ra là sẽ gây ra bệnh nấm da động vật nè, làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng, hoặc là gây ngộ độc thực phẩm. Còn bệnh viêm gan B ở người không phải là do nấm gây ra. Bài tập của bài thực vật, câu hỏi số 1. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu không khí lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu? Thì vai trò của thực vật đối với vấn đề bảo vệ môi trường là giúp cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide. Thì cây xanh có chất diệp lục nên sẽ giúp cho quá trình quang hợp diễn ra. Thì trong quá trình quang hợp của cây xanh sẽ hấp thu vào khí carbon dioxide và thải vào môi trường là khí oxygen. Mình sẽ chọn đáp án là C. Câu hỏi số 2. Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chưa chính xác? Thì rêu là có cấu tạo đơn bào, chưa có rễ chính thức hay còn có gọi là rễ giả. Tuy là rễ giả nhưng mà nó vẫn có khả năng hút nước. Thân và lá và rễ thì chưa có mạch dẫn. Nên đáp án chưa chính xác ở đây sẽ là D. Bài tập. Câu hỏi số 1. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống và nhóm động vật không xương sống. Để phân biệt nhóm động vật có xương sống và không xương sống, mình sẽ dựa vào xương cột sống. Chọn đáp án là B. Câu hỏi số 2. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất? Là nhóm chân khớp. Câu hỏi số 3. Những động vật nào sau đây thuộc nhóm động vật có xương sống? Số 1. Cá mè thuộc nhóm cá có xương sống. Số 2. Voi thuộc nhóm thú có xương sống. Số 3. Mực thuộc nhóm chân mềm không có xương sống. 4. Cá sấu thuộc nhóm bò sát có xương sống. Và cuối cùng là 5. Tôm thuộc nhóm chân khớp không có xương sống. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là 1, 2, 4. Đáp án C. Câu hỏi số 4. Cho các lớp động vật sau, em hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.
là chúng ta sẽ đi từ thấp tới cao. Các lớp này đang thuộc nhóm động vật có xương sống. Như vậy thì các bạn sẽ đi từ cá, số 5, lưỡng cư, 1, bò sát, 4, chim, 2, và cuối cùng là 3, lớp thú. Đáp án sẽ là A. Các em hãy quan sát hình đại diện một số loài động vật và gọi tên các sinh vật trong hình. Vẽ sơ đồ phân chia các đại diện trên thành hai nhóm: động vật có xương sống và động vật không có xương sống. Thì khi các em quan sát, các em sẽ thấy các sinh vật trong hình gồm có con bướm, con voi, con ngựa, con chim, con sâu, con khỉ, ốc sên, con đĩa, con gà và chim cánh cụt. Từ đây chúng ta sẽ xác định được động vật không xương sống thì gồm có con bướm, con ốc sên và con đĩa. Những động vật còn lại sẽ thuộc nhóm động vật có xương sống. Bài tập số 1. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất? Đó là rừng mưa nhiệt đới. Số 2. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? Đó là dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật ở con người. Câu hỏi số 3. Hiện tượng ngủ đông ở gấu trắng Bắc Cực có ý nghĩa gì? Khi mà gấu trắng ngủ đông sẽ giúp cho cơ thể nó tiết kiệm năng lượng. Câu hỏi số 4. Gấu trắng Bắc Cực là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? Đó là vùng đại nguyên. Về nhà các em xem lại bài Nguyên sinh vật, nấm, thực vật và động vật. Cô xin chào tất cả các em và chúc các em có một kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 thật là tốt.